khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đón ngày mới với thời tiết nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay 25 tháng 1 năm 2024 duy trì trong khoảng từ 28 đến 33 độ. Đêm và sáng sớm thời tiết se lạnh. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh ban ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm 72 đến 77%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu ngày nắng, mức nhiệt từ 30 đến 32 độ, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, độ ẩm 73 đến 78%. Huyện Côn Đảo ngày nắng, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ, gió đông bắc cấp 4, độ ẩm 77 đến 82%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng đông bắc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 25 tháng 1 năm 2024, mức nước cao nhất 385 cm vào lúc 15 giờ 45 phút và mức thấp nhất 70 cm lúc 8 giờ 30 phút.